con. Bạn Cảm chúng ơn con chú. đến với chú làm việc chung con, Đúng vậy chúng chú. con có sự tạ ơn. Còn nếu chúng con làm được thì điều đó là một con người mở Đúng sắc vậy thể chú. Và sẽ có sự kiêu ngạo và Đúng dẫn vậy. Đến sự bại hoại mà thôi. Phải. Chúa chú thương xót. Cảm ơn chú. Để rồi chúng con biết rằng Chúa làm trong chúng con, Chúa làm qua chúng con, Amen. Chúa làm với chúng con và Chúa làm cho chúng con. Cảm ơn Chúa. Và đó là thật. Cảm ơn Ngài. Sự vinh hiển thuộc về Ngài. Amen. Chúng con cũng được dự phần trong sự vinh hiển Ngài. Đúng vậy, thưa Chúa. Cảm ơn Chúa. Và Thánh Linh Ngài đó đây. Chúng con cảm ơn Chúa. Amen. Chúng con cũng dâng hết thảy đời sống của chúng con, ông bà anh chị em chúng con trong ngày hôm nay Chúa. Đi đâu làm gì thì cũng vì sự vinh hiển của danh Ngài là Jesus Christ của chúng con làm. Amen. Chúng con được làm con cái của Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Rồi, chúng con cũng với những lời dâng lên Chúa và chúng con tập trung trong sự cầu nguyện. Trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Ngợi khen Cha. Amen. Để khen Chúa, chúng con trên trời. Cảm ơn Chúa. Ngài đến đất cầm trời. Hallelujah. Chúa ơi, từ sáng giờ chúng con đang quỳ dưới bệ chân Ngài, mở lòng tâm lại và chúng ta cũng đón nhận lời Ngài. Chúa là đồng mana linh tính của Ngài chủ tràn ngài cái đầu của chúng con, và chúng con thấy phước hạnh vô cùng, chúng con cảm ơn Chúa vô cùng, hòa lòng vô cùng, ôn đi thần để con thấy được sự vui vẻ của Ngài, đó chính là năng lực của chúng con. Amen. Đúng vậy. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Đừng bao giờ rời xa Chúa. Amen. Chúng con, Chúa ơi. Amen. Hallelujah. Sáng ra chúng con đã đi tìm mặt Ngài. Ôm Chúa thứ bảy. Giờ này chúng con xin lên thỉnh hết tất cả các anh em của chúng con trong hội thánh tại Hóc Môn này, ở Phi Nông, ở Hòa Hưng, ở Cầu Đỏ, ở tất cả những người. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Xin Ngài cũng nhìn chúng con trong danh thánh của Ngài, trong huyết thánh của Ngài. Amen. Trong tình yêu thương của Ngài. Cảm ơn Chúa. Quyền năng của Ngài. Amen. Con nhau cũng như được. Trong danh. Trong danh Chúa. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì sáng hôm nay để Chúa dạy dỗ đời sống của tín đồ con. Amen. Để rồi còn sống trên đất này, sống một đời sống mà phải giống như Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Đúng vậy, Chúa của con, anh em của chúng con và đại ở đây, chúng ta của chúng ta thành tín cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng chăm sóc chúng con. Amen. Ơi, xin Ngài cùng luôn luôn ở cùng chúng con, cảm ơn để chỉ dẫn chúng con con đường của Thánh Linh. Phải. Ơi, cảm ơn Chúa vì sáng nay Chúa cho con được đến đây. Amen. Cầu nguyện cho anh em. Cảm ơn Ngài cảm nhận nhạc con đến đây. Ngài muốn con đúng vậy Chúa. Xin Ngài như thế trong lòng con lên. Amen. Chúa Chúa bên Chúa đúng vậy. Chúa Chúa lạy Chúa cho mọi việc xin sự làm. Ngài Chúa cũng là đấng Chúa sẽ ban sức chúng con. Chiến sĩ thì lời Chúa cũng có phán rằng hãy đến gần trời thì Ngài sẽ đến gần. Amen. Amen. Hallelujah. Chúa. Hallelujah. Phước chúng con muốn thông con với nhau. Đầy sự lớn Ngài. Amen. Hallelujah. Trong danh thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Các cha sẵn tại cha của con tôn cao danh rằng của Ngài. Amen. Biết ơn Ngài về mọi sự ban cho dự dật và tha cho cái dồi dào của Ngài. Yêu mỗi đời sống cho con học tận chúng con và con dòng tộc chúng con và cả nhân loại này. Hallelujah. Cảm ơn Ngài của ngày mới bắt đầu đời sống cho con.
ngày mới tốt đẹp, ngày mới vui hòa mà chú ban cho chúng con. Cảm ơn Ngài lần này để cho chúng con sắp này như mật ngọt chữa lành tâm linh của chúng con, chữa lành tổn thương của chúng con và giúp đỡ chúng con phục hưng. Alleluia. Đồng trần đầy hy vọng và niềm vui, đồng trần đầy xin chữa lành Ngài. Alleluia. Cảm ơn Ngài. Nhưng trên Jesus cũng công bố ngày hôm nay là một ngày tốt lành, một ngày mà chúng con đi đâu cũng được tiếp đón lòng họ giúp đỡ chân thành, bởi đó là ơn của Chúa sống trong chúng con. Alleluia. Một ngày mà chúng con nhận được nhiều tin vui, nhận được sự giúp đỡ và vui nhất của Cha trọn vẹn như Cha muốn. Nguyện chương trình tốt đẹp của Cha được ứng nghiệm cho mọi đời sống chúng con và tất cả gì thuộc về chúng con, để vinh hiển danh Ngài, để đời sống chúng con luôn tỏ mùi hương Jesus Christ nằm vinh hiển danh Cha và bình an cho chúng con. Nguyện Ngài thương xót chúng con, biết sự yếu đuối của chúng con, bảo chúng con sẽ không làm được nên việc gì, nhưng chúng con khát khao được trở nên giống như Chúa Giêsu. Amen. Thì được thánh linh trong chúng con nhất định làm thành cho chúng con theo ý muốn của Ngài, theo phương pháp của Ngài và theo chương trình tốt đẹp của Ngài đã ấn định từ buổi sáng thế. Cảm ơn Ngài, cứu cho trọn đời sống chúng con và tất cả gì thuộc về chúng con trong vòng tay nhân ái quyền năng của Cha. Xin cho tiếp tục thương xót ân điển, tha tội và chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con, để chúng con vừa muốn vừa làm đẹp lòng trước trời. Ngài được giải và đổ nạn triều thiên, không đánh gió, không chạy báo vơ, và đã chạy thì phải được giải, luôn luôn ở đằng đầu, ở trên cao, ở phía trước. Cho nhiều nước vay thì chúng con không vay ai, chúng con cai quản nhiều nước, nhiều người mà không ai cai quản chúng con ngoài Jesus Christ chúng con. Alleluia. Cảm ơn Ngài. Chúng con dâng đời sống chúng con và tất cả người Ngài còn lại trên đất này trong vòng tay yêu dấu quyền năng của Cha. Chúng con quy mọi sự vinh hiển về cho Ngài. Chúng con hiệp tâm cầu nguyện trong danh thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Alleluia. Con kính lạy Cha là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng yêu thương và Đấng hay thương xót, chợ mong rộng đầy ơn. Buổi sáng nay, cảm ơn Cha cho chúng con hiệp nhau lại để thờ kính Cha bằng tâm thành đã thờ kính Cha, thờ lời Cha. Con rất cảm động trong cái bài ngày hôm nay, và con cũng cảm thấy rằng Cha rất là yêu thương và lúc nào cũng luôn đỡ chúng trò con. Amen. Cha ban cho chúng con không, Cha không lấy lại và Cha lại tiếp tục ban nữa. Amen. Nếu như có lấy lại như trong sách Gióp thì chẳng qua là sự thử thách để Cha tỉa sửa chúng con, để chúng con trở nên không chỗ chất được. Amen. Đúng vậy. Cảm ơn Cha. Những thời gian qua Cha đã cho con, ví như con từ học cấp 1 rồi Cha lại cho con lên cấp 2, cấp 3, cấp 4 nữa, và Cha sẽ nâng con lên mãi, cũng như là Cha làm cho con lớn lên trở nên bậc thành nhân mà đem làm được ý Ngài. Amen. Con cũng hiểu rằng mục đích của sự trở là để làm sao trở thành những người nữ thành, làm cho mới của Cha, để rồi là trở nên như trở nên trọn vẹn như Cha trên trời là trọn vẹn. Amen. Hallelujah. Nhất lên cùng Ngài trong những ngày gần đây nhất. Hallelujah. Con cảm tạ lời khen Cha và chúng con hợp ý trong sự cầu nguyện trong danh thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Lạy Cha, chúng con ở trên